giáo viên học sinh trên địa bàn thành phố bến tre hân hoan chào đón năm học mới với niềm phấn khởi kỳ vọng thành công mới Tại trường tiểu học Bến Tre, chào đón Chủ tịch Ủy ban dân thành phố ông Quỳnh Vĩnh Khánh đến dự lễ khai giảng năm học mới, phát huy những kết quả năm học 2022-2023, bước vào năm học mới, tập thể nhà trường đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo phương châm mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc. Trong tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu trong niềm hân hoan phấn khởi của thầy và trò các trường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Với tinh thần đồng thuận sáng tạo phát triển, năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục hăng hái thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học, ra sức chăm lo sự nghiệp trong người cho thế hệ tương lai của đất nước.